Mến chào quý vị và các bạn. Tối 25 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi thông báo truy tìm đối tượng nghi vấn gây ra vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra tại khu hợp thành phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ngày 24 tháng 9 vừa qua. Đối tượng truy tìm là Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đặc điểm nhận dạng: khuôn mặt chữ nhật, tầm cao khoảng 1m8, sống mũi lõm, dái tai trúc, nếp tai dưới cục, dấu vết riêng, sẹo chấm cách 4cm sau mép trái. Ngày 25 tháng 9, sau khi có thông tin nghi vấn, cơ quan công an đã khoanh vùng, tìm ra đối tượng tình nghi trong vụ án mạng chấn động Quảng Ninh. Nhiều người dân trong khu dân cư nơi Doãn Trung Dũng sinh sống nói thông vanh vách về những thành tích bất hảo của Dũng khi sinh sống ở tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ông C, 60 tuổi, người cùng khu phố, cho biết sau một ngày xảy ra vụ án mạng khiến bốn bà cháu chết thảm ở phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, sáng sớm 25 tháng 9, ông C đi biển về đến bến thuyền đầu khu dân cư thì thấy Dũng chỉ mặc độc một chiếc quần chip, lốp ngốp bò từ bờ sông lên và vội vàng chuồn về nhà. Anh T, người sống gần nhà Dũng, nhận định rất có thể chiều 24 tháng 9, khi lực lượng cảnh sát hình sự bất ngờ đến nhà truy tìm thì Dũng thấy Động đã tháo chạy thoát thân ra ngoài khu vực rừng ngập mặn ven sông, nên sáng sớm 25 tháng 9 hắn mới dám mò về nhà. Nói về tính cách của Dũng, anh T cho biết xuất thân là người quê huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Dũng ra Quảng Ninh làm ăn rồi cưới vợ sinh con. Bố mẹ vợ cho mảnh đất làm căn nhà cấp 4 sinh sống, lập nghiệp. Tuy nhiên, Dũng đã phải 2 lần ra tù vào tội. Cách đây 5 năm, sau khi thụ án về tội buôn bán trái phép ma túy, Dũng trở về nhà sinh sống, đóng thang tổ ong bán kiếm lời. Tuy nhiên, hắn không những không hạ mình cải tà quy chính, mà còn lấy thành tích bất hảo đó làm người có số má trong khu dân cư, nên nhiều người ngán ngẩm, không ai muốn dây vào hắn. Cả xóm này không ai ưa gì nó, một người dân cho biết. Có lần, anh T đã định tẩn cho hắn một trận vì hắn rủ rê đám thanh niên trong khu phố, trong đó có cháu anh T bài bạc. Dũng vác kiếm đuổi đánh anh T. Sau đó, Dũng phải sang tận nhà xin lỗi. Từ đó, Dũng kiềng mặt anh T. Vợ Doãn Trung Dũng là cháu gọi bà Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1955, nạn nhân trong vụ sát hại, là dì ruột, nên việc hắn ra tay sát hại chính những người họ hàng của vợ đang là dấu hỏi lớn về nguyên nhân vụ việc tày trời này. Người dân khu vực cho biết, khu phố hầu hết là những người họ hàng bên ngoại của bà Hát, nên ngày 25 tháng 9, gần như cả khu phố mọi người tập trung sang nhà nạn nhân lo tang lễ, chia buồn với gia đình nạn nhân, riêng chỉ có Dũng là trốn biệt tâm. Cũng trong chiều cùng ngày, tại khu phố bờ sông Uông, thành phó Uông Bí, lực lượng công an và chó nghiệp vụ đã có mặt và tung quân truy lùng một nghi phạm được báo đã xuất hiện ở đây vào sáng 25 tháng 9. Sau khi tiễn đưa 4 nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng, hàng chục người thân và người dân trong địa phương, quê bà Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1955, nạn nhân vụ thảm sát, đã cùng nhau ra phong tỏa khu vực nghi hung thủ lẩn trốn, với mục đích nếu phát hiện tung tích hung thủ sẽ bắt sống giao cho cơ quan công an. Đây là khu vực rừng ngập mặn, nơi sáng sớm 25 tháng 9, người dân phát hiện Trung Dũng xuất hiện nên đã kịp thời trình báo cho cơ quan công an. Cũng xin nói rõ thêm về vụ án, khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 9, chị Vũ Thị Thanh ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, sau khi làm ca đêm về, mở cửa thì phát hiện mẹ đẻ, hai con và một cháu tử vong trong nhà. Danh tính các nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1955, mẹ đẻ chị Thanh, cháu Phạm Đình Hưng, sinh năm 2007, con trai chị Thanh, cháu Phạm Thu Hà, sinh năm 2008, con gái chị Thanh, cháu Vũ Khánh Huyền, sinh năm 2013, cháu gái chị Thanh. Do đặc thù công việc là nhân viên cây xăng nên chị Thanh phải làm ca đêm. Bà Nguyễn Thị Hát, 61 tuổi, mẹ đẻ chị Thanh, nhà gần đó đã qua ở cùng, đỡ đần việc nhà, trông nom ba đứa cháu ngoại. Đêm 23 tháng 9,
chị Thanh đi làm ca đến sáng, ở nhà chỉ có bốn bà cháu. Hung thủ đã đột nhập vào trong và ra tay sát hại cả bốn bà cháu.